Vũ Trọng Long xin mến chào mọi người. Ngày hôm nay thì gia đình nhà Nhân đang có mặt tại xã Quốc Oai, thôn Đạ Nha, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đã lưu trú ở đây được 7 ngày. Và hôm nay là ngày cuối cùng, có lẽ sắp phải chia tay để dở tới một vùng đất mới. Và tôi quay lại video kỷ niệm này. Ở đây thì thời tiết ban ngày có khoảng 6 tiếng, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều. Thời tiết khá là nóng, 34 độ C. Đến buổi tối thì thời tiết rất là dễ chịu các bạn, rất là mát mẻ, rất dễ chịu. Và tối thì nhà tôi vẫn cứ ngủ ở trên cái lều phía trên kia kìa. Đây ạ. Lều, một cái lều nó được cắm ở trên cái phía trên kia, trên lều tre. Và nằm nghe tiếng suối chảy róc rách bên cạnh tai, cắm trại ngay bên cạnh suối luôn. Chúng tôi đã ngủ như vậy một tuần nay. Suối ở đây rất là mát các bạn ạ, trong lành lắm. Suối đầu nguồn có một cái view gọi là view vô cực. Và chúng tôi có cái view này mà không mất tiền, nhờ cái sự giúp đỡ của một người anh quen trên mạng xã hội Facebook. Sau khi mọi người biết tôi đi unschooling thì cũng rất tạo điều kiện để gia đình có thể có nhiều trải nghiệm hơn. Vì vậy nên chúng tôi đã được ở nhờ nhà anh, rất là biết ơn anh. Chiều chiều thì con chúng tôi vẫn ra bờ suối này tắm. Có lẽ là sáng tắm, chiều tắm, thế rồi ngày 3-4 bận vậy. Các bạn trẻ tự rủ nhau ra đây tắm suối rất là vui. Vợ tôi cũng được niềm vui khi tắm suối. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là em bé út nhà tôi, được khoảng 18 tháng rồi. Và đây là mẹ bé cũng đang mang bầu. Chuyến đi này của chúng tôi ngoài việc là để cho bố mẹ được học hỏi, mở rộng tầm mắt, con cái cũng được mở rộng tầm mắt, học hỏi những gia đình khác rất nhiều điều thú vị mà mình chưa biết. Đặc biệt là vợ tôi cũng đang mang bầu em bé thứ ba được khoảng 4-5 tháng rồi. Và chuyến đi này như một chuyến đi dưỡng thai vậy, để cho vợ có một cái tinh thần yêu thiên nhiên, cảm thấy được thoải mái, để có những cái cảm xúc tích cực gửi đến em bé trong bụng. Hy vọng em bé sinh ra chất trở thành một người yêu thiên nhiên, một người tích cực, lạc quan, một công dân hạnh phúc. Thiên My xin chào mọi người đi em. Vẫy tay chào một cái nào. Vâng, gia đình bé nhỏ của tôi. An Nhiên. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Rồi, đây là con gái cả nhà mình đã được 6 tuổi rồi. Cháu tên là An Nhiên. Còn đây là cháu Nấm. Nấm là con của anh Tuấn, một người bạn của tôi, quen trên mạng xã hội Facebook, cũng là gia đình unschooling đã được nhiều năm nay. Nấm ơi, chào mọi người nha, mọi người chào Nấm nha. Ok. Cuộc sống có lẽ rất dễ dàng mà các bạn. Chúng ta nếu không sở hữu một thứ gì hoặc sở hữu ít thôi, chúng ta sẽ được sở hữu nhiều thứ khác. View vô cực này nếu ở thành phố thì không biết bao nhiêu tiền các bạn. Chúng tôi được tạo điều kiện để được tận hưởng nó một cách miễn phí và không tốn kém nhiều. Xin chào mảnh đất Đạ Tẻ đã cho chúng tôi những cảm xúc rất hạnh phúc trong thời gian qua. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được trở lại mảnh đất này. Xin chào Đạ Tẻ thân yêu. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Tạm biệt.